Giờ Tâm Phát xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Và đến hẹn lại lên, Tấn Phát lại rất là nôn nóng cùng được gặp gỡ lại hai nhân vật vô cùng dễ thương và quen thuộc, đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối, diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Lê Lộc. Nói đi lẹ quá. Đứng giữa rồi, đứng giữa rồi. Trời mắt quá, em chịu hết nổi rồi. Ủa? Trời ơi. Đồng nghiệp mà chặt chém lắm, em chịu hết nổi rồi. Tưởng em bị nay em bị gì á, thấy xa lánh quá. Bị gì đỏ nguyên một cây luôn, nhìn anh còn muốn xa lánh em nữa đó. Anh cũng đỏ mà. Thì tại nhờ em đó, cái bộ đồ của em là anh phải chọn một bộ đồ đỏ cho nó tông xịt tông á, nhưng mà rớt là anh Phi thôi. Đừng nói nữa, người ta biết tôi ít đồ mọi người. Đừng nói. Tôi không có đồ để mặc chung với màu này luôn á, tôi không có luôn á. Không sao anh, mình ít đồ mà mình nhiều chữ được rồi. Đâu, mình gửi lên. Chữ cũng ít luôn. Chữ ít luôn. Nhưng mà mình gửi lời chào được đúng không? Ok, được. Dạ, gửi lời chào tất cả những diễn giả này. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tỷ lệ may mắn cùng với anh MC dễ thương, đáng yêu, hiền lành. Gió tức phát. Yeah. Đó. À, một tuần trôi qua thì em có cái chiến thuật như thế nào để mà mình ngày hôm nay mình tới đây để mà mình tư vấn cho hai đội chơi? Thật ra thì ở nhà cũng suy nghĩ rất là nhiều. Làm gì cho mấy bạn, gọi là mấy bạn tin tưởng mình chút xíu, hay là nói như thế nào để thuyết phục. Nhưng mà lên đây á, khi mà gặp câu hỏi, khi mà gặp bộ đề á, mình cảm thấy là trời ơi, chết rồi, giờ cái bao nhiêu thứ mình chuẩn bị á, nó mất tiêu hết luôn á. Tại vì nhiều câu khó quá. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây á, mình nhờ những câu hỏi đó mà em biết được nhiều kiến thức hơn. Cũng chính nhờ cái kiến thức đó mà em giúp em như là tham gia những cái chương trình khác, Trời đất ơi. Ủa? Đó là vay mượn kiến thức của chương trình này để kiếm tiền ở những chương trình khác. Trời, cái gì mà giả mang. Không phải mấy anh, đừng có vậy mà, tại vì kiến thức ở chương trình mình quá bao la rộng lớn. Rồi, cảm ơn Lê Lộc, một người cố vấn hệ vừa học vừa làm, vừa đi làm mà vừa đi học, nạp thêm kiến thức. Bé quá giỏi. Đây, nè, bây giờ tới người anh chững chạc của chúng ta. Dạ, anh Phi. Trước khi đi qua chương trình thì tôi cũng đắn đo rất nhiều để cải thiện về cái độ tin cậy của gương mặt. Dạ. Nhưng tôi nghĩ tôi có làm cách mấy thì tôi sẽ luôn là giao diện kẻ gây rối thôi. Không nghĩ nữa, tôi đi tới thẳng chương trình. Chơi vui vẻ, gợi ý, hoành tráng. Ai tin tính tình thôi. Dạ, đó chính là sự bất ngờ của tỷ lệ may mắn. Nhìn như vậy mà không phải vậy. Không biết ai là người dẫn đường, ai là kẻ gây rối. Lê Lộc và anh Phi về vị trí ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời đội chơi đầu tiên. Wow. Đó là mất hình luôn. Hai bạn gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đi nào. Em Thiên Phước. Và chị Vân Quỳnh. Ngày hôm nay rất là vui khi mà được đứng trên sân khấu của chương trình Tỷ lệ may mắn. Và với một cái phương châm rất là đặc biệt, đó là quyết chiến quyết thắng. Vui chơi là chính mà phần thưởng là 10. Trời ơi, thẳng như luôn hả trời. Tinh thần như vậy cho nên là hai chị em đã quyết định là đặt một cái tên cho đội của mình. Đó là, không biết là mọi người có thắc mắc không? Thắc mắc quá trời luôn. Dạ. Cái gì ta? Trời ơi, có cái gì thiệt không ạ? Đội của chúng em tên là Buộc Thắng. Buộc. Trời ơi. Buộc mình có phải bị ép buộc tới chơi hay sao mà phải buộc thắng? Dạ không ạ. Tại vì nếu mà thắng không thắng thì buộc thắng. Là quyết tâm tới mức như vậy luôn á hả? Quyết tâm dữ lắm. Ok, tinh thần đó là tốt. Hy vọng là với cái quyết tâm buộc thắng này thì đội của mình sẽ mang thật nhiều tiền thưởng ngày hôm nay nha. Rồi, xin mời hai bạn về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với đội chơi thứ hai. Xin mời. Hi, hello. Xin chào hai chị. Hai chị gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đi nào. Chào mọi người và chào mọi người ở đây. Dạ. Gọn đi, gọi người và mọi người ở đây, hai cái khác nhau nha. Mình là Lúc Vân ạ. Còn đây là... Dạ, em là Quảng Hân. Dạ, thì sắp tới mình có dự án phim ảnh nào không chị? Có, sắp tới thì chị có quay một vài dự án phim, chắc khoảng cuối tháng này quay. Dạ, cuối tháng này không biết còn cái vai nào hợp với anh Phi không? Mình có nhận xin vai liền được không ạ? Hay là một lát về nhà mình nhắn tin đi cú pháp ạ? Ủa Phi,
Em sự nghiệp còn dài lắm, anh còn quá trẻ mà. Rồi còn bạn Mạnh Hân? Dạ, hiện tại thì em đang là diễn viên và người dẫn chương trình ạ. À, diễn gì chết rồi. Bữa nay là có người coi như là tôi lơ mơ là có người đúp tôi liền đó. Dạ, em không dám. Rồi đội của chị em mình lấy tên là gì? Đội chị tên là Lạc Quang em. Lạc Quang. Lạc đúng. Quang. Lạc Quang. Dạ, tinh thần Lạc Quang quyết chiến quyết thắng ha. Đúng rồi, không quyết. Ừ đúng rồi nhưng mà đã thua thôi. Không, ừ nhưng mà vẫn muốn thắng. Rồi xin chúc cho đội Lạc Quang ngày hôm nay sẽ dưỡng tinh và mang thật nhiều tiền thưởng về cho đội của mình. À, rồi xin mời hai bạn về vị trí ạ. Và như vậy là chúng ta vừa làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay, đội Buộc Thắng và đội Lạc Quang. Nếu bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi đầu tiên. Theo báo cáo của Hiệp hội Mì Ăn Liền Thế Giới, hồi tháng 5 2021, Nhật Bản hay Hàn Quốc có lượng tiêu thụ mì ăn liền trong năm 2020 nhiều hơn? A. Hàn Quốc. B. Nhật Bản. À, theo em đoán thì Hàn Quốc, tại vì em coi phim nhiều quá. Ờ. Em thấy Hàn Quốc ăn mì nhiều. Ủa chứ kìa kìa mà cái miệng ngậm một họng mì gói. Nè. Đây hỏi phim thì phải hỏi qua hỏi tới đạo diễn nè. Chị, hai cái đáp án này thì chị nghĩ đáp án nào chính xác? Chị với Hân thì nghĩ là Hàn Quốc luôn. Thật ra thì nếu mà về mì gói á, thì cái vị mì gói của Hàn Quốc nó sẽ ngon hơn Nhật Bản. Nó đa dạng hơn. Nhật Bản thì hơi thì chưa như chị nhớ là nhạt nhạt. Em thắc mắc là cái mì Nhật Bản là cái mì gì mọi người? Có mì Nhật nhưng mà nó cái vị của nó nhạt hơn vị Hàn hay sao á. Thôi bây giờ mình để mình củng cố thêm niềm tin thì mình nhờ ban cố vấn đi. Thật ra tôi là một nhà mì học, tôi rất kỹ về mì. Cái độ nấu nước sôi mới là cái quan trọng nhất của mì gói nha. Cho nên mọi người chọn tôi là đúng rồi đó. Tôi chọn Nhật Bản, tôi thấy mọi người chọn Hàn Quốc. Yeah. Đặc điểm của mì Hàn Quốc nó khác mì Nhật Bản là mì Hàn Quốc có rất nhiều những cái món phụ đi theo. Topping với lại cơm. Yeah. Tôi ăn cơm thì họ cũng ăn những cái dĩa nhỏ, nhỏ thì mì cũng vậy. Và họ làm cho cái cảm giác cái tô mì nó rất nhiều vị và nó làm cho mình thèm theo luôn á. Rồi nhất là những cái cảnh ăn mì thường là thở ra khói rồi. Thì yeah. Nó làm cho mình có cảm giác đói bụng và điều làm cho Hàn Quốc được trội hơn đó chính là hình ảnh ăn mì của Hàn Quốc rất nhiều. Trên phim đa phần họ sẽ dùng mì tương đen, mì gì đó. Nhưng Nhật Bản là đất nước sáng chế ra mì gói. Ở một cái quốc gia mà họ cái thời gian của họ bỏ ra nó phải xứng đáng. Thì cái việc mà họ sáng chế ra mì gói tiết kiệm cho họ rất nhiều thời gian. Thay vì Hàn Quốc là món mì của họ sẽ đặc sắc, nhiều vị. Yeah. Mì Nhật Bản nó sẽ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Bởi vì đa phần họ sẽ sử dụng cái đó cho nó lẹ. Và họ phải đảm bảo được cái chất dinh dưỡng trong đó. Đó là lý do tại sao ở Nhật Bản có lượng tiêu thụ mì khủng khiếp đến như vậy. Hồi nãy á, cả hai đội luôn đều hướng về đáp án Hàn Quốc, làm cho em cũng tự tin. Bởi vì Hàn Quốc á, là cái nước xứ lạnh, mà ngày nay cái gói mì gói không có còn đơn giản nữa. Họ biến tấu rất là nhiều loại nên dễ ăn lắm, dễ phù hợp với nhiều người nữa. Không chỉ là mì Hàn Quốc được tiêu thụ nhiều ở Hàn Quốc đâu, mà Việt Nam cũng vậy nữa. Ngay cả em của em, ngay cả những người thân của em đều thích ăn mì Hàn Quốc luôn. Bao nhiêu phần trăm cho đáp án Hàn Quốc? Em chọn là 100% Hàn Quốc ạ. Anh Phi thì sao? Không lẽ giờ mình thua đứa em? Thua chứ. Tôi là một nhà mì học. Tôi là một nhà mì học. Phải không, mình thua. Riêng về mấy câu đồ ăn, tôi nghĩ là nên nhìn bé Lộc một chút để tránh cái trường hợp bé Lộc kích động trên sóng truyền hình về cái chuyện đồ ăn. Câu này tôi thua, tôi chọn 90% thôi ạ. 90%. Hân thấy sao? Đúng là nếu như mà sau khi nghe anh Phi với chị Lê Lộc nói xong là em càng khẳng định là Hàn Quốc. Hàn Quốc. Dạ. Ừ, em tin chị Lê Lộc hơn. Em tin chị Lê Lộc. I love you. Cảm ơn Mita. Chị tên anh Phi nhưng mà chị chọn Lê Lộc. Chị tên anh Phi. Đau hai lần. Đau hai lần liên tục khá lắm. Đạo diễn điện ảnh người ta có những cái cú twist đó. Đúng rồi, người ta có lật chứ. Chứ mình phải có lật không? Yêu cầu một bạn thí sinh nào đó an ủi tôi ạ. Tôi đau đớn hai lần liên tục rồi. Đây, tụi em thì sau khi mà nghe anh Phi với lại chị Lộc nói thì bọn em đã quyết định là theo team của anh Phi. Nghe anh Phi giải thích cũng hợp lý. Mặc dù có 90% thôi đó nha. Thua Lê Lộc 10%. Tụi em có đường lối đi riêng để chiến thắng. Yeah. Người thành công luôn có lối đi riêng. Chưa nha, chưa tin được đâu nha. Còn bấm mới là quan trọng nha. Nói một đằng hay bấm một nẻo lắm. Thì đó. 10 giây suy nghĩ dành cho hai đội chơi, bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Nhật Bản là đất nước sáng chế ra mì gói. Thay vì Hàn Quốc là món mì của họ sẽ đặc sắc, nhiều vị.
mì Nhật Bản nó sẽ nhiều chất dinh dưỡng hơn, bởi vì đa phần họ sẽ sử dụng cái đó cho nó lẹ và họ phải đảm bảo được cái chất dinh dưỡng trong đó. Bởi vì Hàn Quốc á là cái nước xứ lạnh, mà ngày nay cái gói mì gói không có còn đơn giản nữa, họ biến tấu rất là nhiều loại nên dễ ăn lắm, dễ phù hợp với nhiều người nữa. Đã có sự khác biệt ngay trong câu hỏi đầu tiên. Đội lạc quan đã chọn đáp án A là Hàn Quốc theo lời của diễn viên Lê Lộc, và đội buộc thắng đã chọn đáp án B là Nhật Bản theo lời của diễn viên Hoàng Phi. Hàn Quốc oppa hay là Nhật Bản arigato? Xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác đó là đáp án đó là cái phần mà coi như là món quà em dành cho đội lạc quan, đúng không? Cảm ơn nha. Cảm ơn. Vẫn lạc quan chị ơi. Đúng. Vẫn lạc quan. Chị thấy nãy đẹp. À, hào quang. Nên thêm nhiều nữa đúng không ạ? Dạ không ạ. Tôi không biết hào quang tới cỡ nào nhưng mà có tiền là tôi thích rồi nha. Và 2 triệu đồng đã thuộc về đội buộc thắng. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Kẻ gây rối là diễn viên Lê Lộc. Lạc quan chị nha, lạc quan. Lạc quan, lạc quan. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 2. Nội dung câu hỏi số 2 sẽ được bật mí qua một đoạn video sau đây. Xin mời hai đội chơi hướng mắt về màn hình. Trời ơi, bay dữ. Không biết là cả hai đội có đoán được tôi phải xã hội câu gì không? Em nghĩ đó là có bao nhiêu môn thể thao ở trong cái video clip này? Tầm chiêu 10. Đâu có dễ vậy, nãy giờ em đếm là em biết rồi. Mà em còn sợ em đếm sai. Đây. Nội dung của câu hỏi số 2 như sau. Tháng 10 năm 2021, Nguyễn Thị Thu Nhi đánh bại đối thủ đến từ quốc gia nào để mang về chiếc đai vô địch lịch sử cho boxing Việt Nam? A là Hàn Quốc, B là Nhật Bản và C là Philippines. Lấy một câu hỏi liên quan đến hai đất nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Mà nó không liên quan đến cái clip luôn đúng không anh? Thể thao đó em. Boxing liên quan mà. Quá liên quan dễ rồi. Dễ sợ luôn. Về thể thao thì một trong hai bạn ai là sẽ là người rành hơn? Dạ cả hai tụi em đều không rành. Không rành. Đoàn kết chưa? Đoàn kết ghê. Thôi giờ mình nhờ đi. Dạ đúng rồi, nãy thì em có một người gọi là người dẫn đường. Dạ. Thì không biết là lần này anh có soi sáng được cho em nữa không? Em cần thì anh dẫn thôi. Còn dẫn tới đâu thì cũng còn tùy vô cái tỷ lệ may mắn của tụi em. Philippines thì chưa nghe tiếng tăm gì trong khu vực về boxing. Có nhưng mà nó rất là ít. Hai cường quốc vẫn là Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo anh thì tại sao cái trận thắng này lại được mọi người đánh giá cao như vậy? Bởi vì nó phải vượt qua cái giới hạn của võ sĩ Việt Nam. Một cái chiến thắng không ai nghĩ tới thì yeah. Thì Hàn Quốc và Nhật Bản đều là hai cường quốc về bộ môn này. Dù họ có những cái bộ môn võ riêng của họ, nhưng mà về cái bộ môn thi đấu này thì những năm gần đây thì hai đất nước này đang là những đất nước vượt trội phát triển về cái đó, và nhất là Nhật Bản. Nhật Bản thì chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cái thế vận hội của họ. Họ chuẩn bị rất nhiều. Hàn Quốc với Nhật Bản xem nhau, nhưng mà anh vẫn nghĩ Nhật Bản chọi hơn chút. Cho nên anh tin là Việt Nam sẽ thắng cái đội chọi hơn. 95% chưa chốt. còn điêu nữa. Tại Lộc, khi mà Lộc đưa ra dẫn chứng anh còn lên xuống 50% rồi nữa. Cho nên anh mới tạm đó rồi, tạm 90% thôi. Nhưng mà 95 hả Tranh? 90 ạ. 90%. Mới nghe 95 luôn. Chưa biết à? Chưa biết. Tùy với đội bên đây nữa ạ. Anh ơi, xe bé nãy giờ đó bên Hàn Quốc nó chưa bay về luôn đó. Em vẫn còn ở Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, câu này thì em lại thiên về Hàn Quốc nữa. Bởi vì em được biết là Hàn Quốc năm nay có 5 võ sĩ tham gia dự thi.
Mà em nghĩ Hàn Quốc nếu mà đưa đã đẩy lên 5 người đi thi đấu là chắc chắn là quốc gia có nhiều kinh nghiệm rồi. Nên em nghĩ là người còn lại chắc chắn sẽ là Hàn Quốc. Ây da, nghe xong câu này bắt đầu tôi phân vân nè. Sao ạ? Bắt đầu tôi lệch nhẹ, tại vì đúng tôi bị mù quáng, tại vì tôi thích Nhật Bản. Dạ. Tôi có thông tin là có một cái thần đồng boxing, họ đánh mới có mười mấy tuổi mà đánh cả trăm trận, cho nên anh nghĩ là Nhật Bản mạnh hơn. Nhưng qua những cái lời em nói thì đúng là Hàn Quốc là nơi đăng cai, và cái tỷ lệ mà cái vận động viên chủ nhà được bước vào vòng chung kết sẽ rất là cao. Rất cao. Sẽ rất cao, cho nên tôi hơi hèn lại một chút ạ. Quay đầu rồi. Tôi sẽ giảm tỷ lệ phần trăm xuống một chút để cho nó thuyết phục hơn. Bao nhiêu ạ? Chỉ còn chừng 85 thôi. 85%. Bắt đầu tôi nghĩ là có thể là Hàn Quốc, thì đúng rồi, đội chủ nhà thì sẽ xuất hiện cái vòng chung kết là cái điều khá là hiển nhiên. Chốt điều chưa? Chắc là chốt à? Chắc là chốt à? Chốt điều 85%. 85. Và 10 giây dành cho hai đội chơi bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua. Xin mời đáp án của hai đội chơi. Nhật Bản thì chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cái thế vận hội của họ. Họ chuẩn bị rất nhiều. Hàn Quốc với Nhật Bản xem nhau, nhưng mà anh vẫn nghĩ Nhật Bản chọi hơn chút. Cho nên anh tin là Việt Nam sẽ thắng cái đội chọi hơn. Em được biết là Hàn Quốc năm nay có 5 võ sĩ tham gia dự thi. Mà em nghĩ Hàn Quốc nếu mà đưa đã đẩy lên 5 người đi thi đấu là chắc chắn là quốc gia có nhiều kinh nghiệm rồi. Nên em nghĩ là người còn lại chắc chắn sẽ là Hàn Quốc. Lấy sự khác biệt nữa, đội lạc quan đã chọn đáp án B, đó chính là Nhật Bản. Và đội buộc thắng đã chọn đáp án A là Hàn Quốc. Đâu mới là đáp án chính xác? Lấy một trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Xin chào mừng tất cả quý khán giả đang quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi như sau: Nguyễn Thị Thu Nhi đã đánh bại đối thủ đến từ quốc gia nào để mang về chiếc đai vô địch lịch sử cho boxing Việt Nam? Để xem đội nào đã xuất sắc mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho mình nha. Xin mời kết quả của chúng tôi. Ai bê đi ạ? Trời ơi. Của đội em khi mà nhắc đầu chương trình là buộc thắng hả em? Thắng không thắng thì buộc thắng. Thì đúng rồi. Là phải thắng thôi chị ơi. Rồi nếu như không thắng thì sao em? Không thắng thì buộc chịu ạ. Buộc chịu. Ồ, hồi nãy lúc đầu chưa có nói cái vụ này à. Và như vậy đáp án B Nhật Bản mới là đáp án chính xác của chúng tôi, và mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội lạc quan. Và với chiến thắng này thì Thu Nhi đã chính thức đặt dấu mốc lịch sử cho boxing Việt Nam. Lần đầu tiên có tay đấm vô địch thế giới. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Tôi nè. Kể cái rõ là diễn viên Lê Lộc. Chứ còn ai nữa. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Sao? Gật đầu sở trường á. Dạ gật đầu vậy thôi chứ không có sở trường. Không phải sở trường. Và cái giao tục ngữ của Việt Nam thì vô cùng phong phú. Có rất là nhiều những bản chép khác nhau. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống. Hay làm mà chẳng hay lo. Làm chi làm lắm làm cho. Ba chấm mình. A là khổ, B là cực, C là bực, D là nhọc. Theo tác giả Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, kho tàng ca dao người Việt, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2001. Em ngày xưa học giỏi văn không? Dạ cũng được. Được đúng không? Đó, được dạ. Là mừng rồi. Mà theo em loại trừ là đám ác B và C. Em loại trừ á hả? Dạ đúng rồi, tại bực cực, cực bỏ. Dạ thôi, qua đợi con kia đi ạ. Xích mít rồi, bắt đầu lời qua tiếng lại rồi. Ở đây có MC mà, MC là xài ngôn từ nhiều lắm, sao Hân? Em nghĩ là B hoặc là D. Tại vì hay làm mà chẳng hay lo. Em nghĩ là ý là nói là hay làm nhiều cái nhưng mà không có lo cho bản thân mình á. Thì chỉ có thể là cực hoặc là nhọc thôi. Chị nghĩ là đáp án D, bực.
mình thì nó thiên về đạo diễn nhiều hơn, thiên về đạo diễn nhiều hơn. Thiên về đạo diễn là diễn viên diễn không được là chị bực hả? Đó, bực bội diễn không được, quên hỏi quà đó kiểu vậy. Khổ là kiểu dân làm phim rồi, trời khổ quá, thức khuya dậy sớm khổ. Còn cực là diễn viên, trời cực quá, cảnh này cực quá. Trời, tôi mua con ca dao mà để vô nghề nghiệp căng vậy ta. Bỏ nghề nghiệp rồi, có ai bảo vệ nó bán nhọc không à? Tôi cũng thích chữ nhọc. Hay ha? Ừ, anh cũng thích chữ nhọc. Dạ. Tôi thích nó gì nó dài hơn những chữ khác. Tôi nghĩ chữ nghĩa thì càng dài nó càng hay. Thì chữ nhọc này có lợi thế hơn một chữ. Tôi chọn nhọc à, dù nó hơi vô lý. Câu này chắc theo kiểu là nói đang phê phán về cái chuyện là làm mà thiếu suy nghĩ. À, làm được nhưng mà thiếu suy nghĩ cho cái chuyện sau này. Phi vẫn chọn nhọc 90% à. 90% một tỷ lệ cũng khá là cao. Còn khổ thì Phi dành cho nó 85%. 85%. Tại vì về ý thì nó cũng gần tương đương nhau. Dạ. Em á thì em sẽ loại đáp án C trước, bực trước, tại vì em thấy bực mình nó văn nói quá. Còn cực với lại khổ em đang lưỡng lự giữa hai đáp án. Em đặt cái từ khổ vô á thì em lại thấy nó hay hơn, bởi vì là làm mà làm khổ mình nó hay hơn là làm cực mình, làm nhọc mình. Bao nhiêu phần trăm cho đáp án khổ? Em cho là 95% cho đáp án khổ. Tôi bỏ đáp án đó à, tôi không chọn nữa à. Tôi lý luận câu đó không hay bằng Lộc, tôi từ quê tôi từ bỏ. Em thấy nhọc cũng hay á, nhưng mà tại vì em biết sao không, chữ nhọc 4 chữ lận, mà kia có 3 chấm thôi không vừa. Có 3 chấm thôi không vừa. Trời ơi. Ngang dễ sợ. Số lượng kiến thức rất là tan nát. Chỉ vì cái số lượng chữ và là số lượng chấm. Thật ra cái giao tục ngữ khó lắm, tại vì mình cảm thấy mình thích cái chữ nào thôi, chứ về nghĩa thì nó cũng rất sát nhau. Đúng rồi, nhiều khi cái chữ khổ, cái chữ nhọc ướm vô mình nghe nó thuận tai, nó thơ thơ nhưng mà chưa chắc nó đúng. Rồi, bây giờ là 10 giây dành cho hai đội chơi suy nghĩ, bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Tôi em thấy cũng thích nhọc, nhọc cũng hay ha. Ừ, anh cũng thích chữ nhọc. Dạ. Câu này chắc theo kiểu là nói đang phê phán về cái chuyện là làm mà thiếu suy nghĩ. À, làm được nhưng mà thiếu suy nghĩ cho cái chuyện sau này. Phi vẫn chọn nhọc. Em đặt cái từ khổ vô á thì em lại thấy nó hay hơn, bởi vì là làm mà làm khổ mình nó hay hơn là làm cực mình, làm nhọc mình. Lần này thì có sự trùng khớp về đáp án của hai đội chơi. Đội Lạc Quan và đội Buộc Thắng đã đều chọn đáp án D. Sao chắc chưa Quỳnh ơi, chắc chưa? Đồng đội gật đầu à. Ủa, đội đó vẫn chưa tìm được tiếng nói chung luôn. Bấm rồi nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tôi còn lung lay lắm. Sao vậy bạn Nam? Được, tụi em lạnh quá hả? Tụi em ổn, được. Và liệu đáp án D có phải là đáp án chính xác hay không? Xin mời kết quả của chúng tôi. Hay làm mà chẳng hay lo, làm chi làm lắm, làm cho nhọc mình mới là đáp án chính xác của chúng tôi. Với đáp án D đã mang về cho mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Và sau qua 3 câu hỏi thì đội Buộc Thắng đang có 6 triệu đồng. Và đội Lạc Quan hãy lạc quan lên, tại vì các bạn đang có 8 triệu đồng. Wow. Mọi người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Xin lỗi ạ. À. Nói lại anh Phi ơi. Tại sao à, anh không thích người à? Dẫn đường 3 lần liên tục. Dạ. Dài dễ sợ. Nói đầy đủ ý, nói thiếu. Ủa? Ý vậy người ta thiếu tin tôi nữa sao? Ủa vậy hả? Đúng rồi. Còn gì nữa? Không, bây giờ em nói này nó mới đau nè. Kẻ gây rối 3 lần liên tiếp là diễn viên Lê Lộc. Trời ơi, hiếm khi được 3 lần lắm đó. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4. Và nội dung câu hỏi số 4 sẽ được tiết lộ qua hình ảnh sau đây. Xin mời hai đội chơi hướng mắt về màn hình. Đây chính là bức ảnh Trái Tim Của Biển của nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài, được vinh danh ở cuộc thi ảnh On About Photo năm 2021. Và tôi phải xin được tiết lộ nội dung của câu hỏi số 4 như sau. Món ăn nào ở Phú Yên được lựa chọn trong top 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2020 theo công bố từ tổ chức Top Việt Nam và tổ chức Kỷ lục Việt Nam? A là bánh bèo chén, B là bánh hỏi lòng heo, C là bánh canh hẹ, D là sò huyết đầm ô loan và E là cá ngừ đại dương. Đây ai Phú Yên. Tại sao cái hình ảnh với câu hỏi này không liên quan luôn? Liên quan em à, tại vì bức hình này được chụp ở biển Phú Yên. Trời ơi, giờ nói biển Vũng Tàu cũng tin nữa. Em quê ở đâu? Em ở Tây Ninh à. Tây Ninh. Miền Đông Nam Bộ đúng miền không? Miền Đông. Rồi em nói... Em đẻ ở đây à.
Em đẻ ở đây. Em đẻ ở đây mà gốc là ngoài Bắc. À, à. Còn cái khúc miền Trung là em không dạ, có. Dạ là mù tịch luôn. Mù tịch luôn. Luôn. Rồi thôi qua đây đúng rồi. Ở đây chỉ có anh Phi là người dân biển thôi. À good. Mà anh bị Vũng Tàu nha. Trời. Nó cũng chung một dải biển à. Trên bản đồ là nó sát nhau đó, nó cách nhau có một xíu à. Nhưng mà món ở cái câu này thì tôi nghĩ mọi người nên tin vô Lộc nhiều hơn. Vậy chuyện ăn uống anh không muốn làm cản trở em lắm. Nói về cái bánh bèo chén trước đi ha. Em có từng đi quay phim và em ăn thử cái bánh bèo chén ở ngoài miền Trung rồi. Thì bánh bèo chén nó bỏ riêng á, từng món vô á, mình ăn gì cái mình bỏ vô. Thì em thấy là nước chấm, nước mắm của nó nè, và cái thịt bánh mì chiên, rồi cái hành mỡ hành này kia nọ bỏ vô á, thì làm cho mình cảm thấy thèm. Tại vì nhiều gia vị quá mà chan với nước mắm, bỏ miếng ớt gì nữa thì cảm thấy rất là ngon. Mà cắn miếng bánh bèo của bột nữa thì cảm thấy là trời ơi ngon rồi, là hết nước chấm luôn á. Mà cái đó là em mất ngay em. Đúng rồi. Ăn chén hai chén cái ăn hoài được hoài luôn. Còn cái sò huyết đầm ô loan á thì em nghĩ là cũng khá ấn tượng, bởi vì Phú Yên là vùng biển mà phải có hải sản. Một là sò huyết, hai là cá ngừ. Đầm ô loan nữa. Đầm tại sao người ta không để là sò huyết không, mà phải là sò huyết đầm ô loan, tức sò là huyết ở sò cái huyết nơi ở đó, cái vùng đó nó mới ngon. Dạ đúng rồi. Nhiều khi nó là đặc trưng đặc sản ở Phú Yên nữa đúng không? Cá ngừ đại dương là gần đây là nghe rất là nhiều người nói là tới Phú Yên là phải ăn cá ngừ đại dương. Vậy hả? Mắt cá ngừ cả đại dương á. Anh nghĩ là cá ngừ đại dương cũng là một đỉnh cao, có thể lọt vào top. Những cái món ăn đặc sản ngoài chuyện ngon, cái chuyện này nó còn ấn tượng nữa. Nó phải là ốc, nhắc cái món đó là người ta nhớ hoài tới cái vùng đó đó mới gọi là đặc sản. Nhưng mà mỗi con cá chỉ có hai con mắt thôi, nó càng quý nữa. Một mới quý chứ. Thông thường em con cá thì em có thể ăn được khắp thịt toàn con cá toàn thân luôn, nhưng mà con mắt thì mỗi con chỉ được hai cái thôi. Còn nếu mà nói về một thứ mới quý thì em nghĩ là cá ngừ đại dương cái đuôi nó quý nhất, có cái đuôi một à. Vậy quý dương. Em đang thiên về đáp án E, cá ngừ đại dương. Tại vì tổ chức top Việt Nam, kỷ lục Việt Nam thì nó thiên về Việt Nam mình thôi. Tại vì nước ngoài thì em thấy ăn cá ngừ thì có, nhưng mà ăn mắt cá ngừ thì không có. Mà em đang thắc mắc là sao đội lạc quan lập luận gì mà ngộ quá. Sao cái đáp án ơ nó đâu có chữ mắt đâu, mà tao cứ nói mắt hoài vậy. Cá ngừ ngon được không? Cuối cùng các bạn đã nhận ra rồi đó. Kẻ gây rối là đây nè. Cái đáp án người ta chỉ có là cá ngừ đại dương. Nhưng mà qua cái anh MC đó thì ảnh có thêm con một mắt số nữa, mắt nữa. Hồi nãy em có nói rồi nha, em nói từ đầu là em biết tới cái món mắt cá ngừ đại dương. Còn cái trong cái con cá này người ta muốn ăn cái phần nào người ta ăn chứ. Không, coi chừng anh Phát anh muốn hát bài hát sáng mắt chưa nha. Bây giờ mình cho tỷ lệ phần trăm đi. Em cho đáp án A là 85%. Đáp án D là 90%. Phi là người vùng biển, cái con cá ngừ này đối với dân biển cái giá trị kinh tế nó cao lắm. Và con cá ngừ nó rất lớn, cho nên người ta chọn nó là một trong những cái món ăn gọi là đặc sản thì nó cũng rất là hợp lý. Ai mà đến một cái vùng biển mà được ăn thử một cái món cá ngừ hay gì đó, nó sẽ rất ấn tượng so với những món còn lại. Cho nên đó là lý do tại sao Phi vẫn thiên về cá ngừ đại dương hơn. Và nó được ăn nhiều cách nữa, chưng cách thủy, ăn sống, làm lẩu. Cho nên Phi nghĩ là cá ngừ đại dương rất có khả năng nằm trong top 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2020. Vì đối với Phi nó ấn tượng. Bao nhiêu phần trăm ạ? Nói tới đây là ngại rồi. Phi nghĩ là 90% thôi. Sò huyết đầm ô loan 80%. 80%. Hồi nãy anh Phi có nói về những cái đặc điểm của cá ngừ, thì ở đây em sò huyết em cũng có đặc điểm luôn. Cái con sò sống ở giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt. Sò huyết của mình màu đen đúng không? Còn sò huyết ở đây thịt rất dày và nó có màu trắng xám, nên bởi vậy người ta có cái tên riêng cho nó là sò huyết đầm ô loan là vậy. Đó là một cái nét đặc trưng của Phú Yên luôn, món sò huyết. Hai cái đáp án đó Phi rất là hoang mang, không biết sò huyết đầm ô loan thì chỉ có Phú Yên mới có thôi. Tại vì chỉ có ở đó mới có cái đầm ô loan thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi, 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Cái con cá ngừ này đối với dân biển cái giá trị kinh tế nó cao lắm. Ai mà đến một cái vùng biển mà được ăn thử một cái món cá ngừ hay gì đó, nó sẽ rất ấn tượng so với những món còn lại. Và nó được ăn nhiều cách nữa, chưng cách thủy, ăn sống, làm lẩu. Sò huyết của mình màu đen đúng không? Còn sò huyết ở đây thịt rất dày và nó có màu trắng xám, nên bởi vậy người ta có cái tên riêng cho nó là sò huyết đầm ô loan là vậy. Cả hai đội đều chọn đáp án D, đó là sò huyết đầm ô loan.
Và giống như anh Phi nói là chỉ có ở Phú Yên mới có cái đầm đó. Đáp án này là của em chọn đó. Đúng rồi. Và em khẳng định lại cho hai đội chơi biết là mình đang nghe thèm theo lời gì? Người dẫn đường đi em. Không, chưa biết là mình là người dẫn đường hay là kẻ gây rối. Sau cái tràng pháo này thì mình sẽ biết rõ bộ mặt hơn. Phi, em nói anh á. Ủa, anh nói gì đâu, là gì đâu. Và để xem liệu đáp án D sau quyết đầm Âu Loan có đem về tiền thưởng dành cho hai đội chơi hay không. Xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Giờ Tấm Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đang quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi như sau. Món ăn nào ở Phú Yên được lựa chọn trong top 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2020 theo công bố từ tổ chức Top Việt Nam và tổ chức kỷ lục Việt Nam? Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời! Đó chính là... sai nha em nha. Trời anh ổng ré lên á. Trời ơi, bà chọn chung đáp án như tao mà bà chia. Đáp án chính xác là E, cá ngừ đại dương. Hồi nãy người ta nói tới đó, người ta nói tới con mắt luôn rồi mà không ai tin, tức ghê. Không phải đâu, nhờ có con mắt đó mà người ta không tin đó. Ừ, đúng vậy. Tôi thấy cái sự mất lòng tin lúc là mọi người thấy con mắt là hết tin. Và như vậy đáp án E, cá ngừ đại dương mới là đáp án chính xác và đã không mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và sau qua 4 câu hỏi thì đội buộc thắng đang có 6 triệu đồng. Và đội lạc quan đang có 8 triệu đồng. Mọi người nghe câu này. Nghe tập trung. 4 câu liên tiếp là người dẫn đường diễn viên Hoàng Phi. Đây mới là bản chất thật sự của tôi nha mọi người. Và kẻ gây rối 4 câu liên tiếp là diễn viên Lê Lộc. Và bây giờ là câu quyết định, câu hỏi số 5 như sau. Tác phẩm nhận giải nhất cuộc thi trực tuyến Phụ nữ Việt Nam và Làng Nghề diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 thuộc về video quay tại làng nghề nào? A. Làng làm nón. B. Làng múa rối nước. C. Làng làm chuồng chuồng tre. D. Làng dệt thổ cẩm. E. Làng làm bánh đa cua. Và F. Làng làm quạt giấy. Câu này khó thiệt á. Có thiệt, không biết món gì. Nếu như em là một người phụ nữ hóa thân vào những cái làng nghề đó thì em sẽ chọn làng nghề nào Quỳnh? Em bánh đa cua. Tại sao? Tại em thích ăn. Còn em tin chị. Tin chị, yeah. Vẫn yeah. Thích ăn bánh đa cua. Dạ yeah. Nói giỡn thì thôi chứ hai chị em tí suy nghĩ lại. Anh đi qua lạc quan. Đi qua lạc quan. Giờ mình phân tích đi. Để mà thuộc video quay tại làng nghề nào mà khiến cho nó giành giải nhất thì cái video đó phải thực sự là ấn tượng. Nếu như mà nói về cái phần nhìn thì em sẽ chọn làng dệt thổ cẩm. Nó nhiều màu sắc đúng không? Dạ, đúng. Hợp lý. Nhưng mà làng làm nón thì nó lại là cái nét đẹp của Việt Nam. Múa rối nước thì cũng hấp dẫn luôn. Em chọn hết luôn. Thôi em nói hồi không mới có loại trừ được cái nào luôn đó. Dưới góc nhìn của đạo diễn nè, nếu như được làm một video để dự thi thì chị sẽ chọn cái làng nghề nào để mình có thể khai thác được nhiều khía cạnh hơn? Chị nghĩ là làm nón. Làm vì nón lá, nó ở Việt Nam mình nổi tiếng nón lá. Với lại về phụ nữ nữa. Dạ. Thì nó sẽ thiên về nón lá hơn là những cái ngành nghề khác. Thì tất nhiên những cái ngành nghề khác nó cũng sẽ có những cái mà nét đặc trưng riêng. Nét đặc trưng riêng và cái quay đẹp riêng, nhưng mà chị nghĩ làm nón thì nó liên quan tới phụ nữ Việt Nam và làng nghề hơn. Lục Vân, hãy tỉnh táo. Sao? Làm nón có thể là làm nón bảo hiểm, ta ghi không đủ. Hãy nhìn kỹ những đáp án, đừng vội vàng quy chụp như vậy. Anh ơi, có làng nghề. Mắt cá ngừ, nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Hãy bám sát vô đáp án, không có chữ lá. Biết đâu cái nón khác thì sao? Đúng, hợp lý không? Đúng. Tỉnh táo lại, hãy tỉnh táo lại. Anh ơi, làm hiểm là người ta làm trong nhà máy mà. Thì anh gợi ý thôi, anh có nói gì đâu, anh có quy chụp gì đâu. Phi hay Phi ơi, em nghĩ là sắp tới sẽ mời phim anh. Trời ơi. À, câu này tư vấn sao coi được đúng thôi, mất dai nha. Áp lực vậy? Áp lực chứ. Áp lực lắm anh. Long. Hả gì?
Nói thùng, nghe chưa có dài. Những cái đáp án này em như vậy đáp án nào? Em ơi, mình thoại đi, phim không có cười nhiều vậy. Thì ở trong đáp án này thì mình loại trừ trước đi ha. Em sẽ loại trừ cái làm bánh đa cua trước. Bởi vì làm bánh đa cua cũng là một cái loại hình nghề truyền thống. Nhưng mà em nghĩ là bánh đa cua so với những đáp án còn lại thì nó sẽ không gọi là cầu kỳ tỉ mỉ bằng và không đủ màu sắc để nhận được một cái giải thưởng về hình ảnh, về clip này kia nọ. Em sẽ focus vào đáp án A là làm nón và đáp án D làm thổ cẩm. Và em cũng đang phân vân giữa đáp án làm quạt giấy nữa. Để vẽ ra cái quạt giấy thì cũng có thể để là một hình ảnh ấn tượng. Làm nón thì như hồi nãy mấy chị có nói là nón lá là một cái gọi là một cái mô hình, gọi là một cái biểu tượng đặc trưng của Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam gắn liền với chiếc nón lá rất là đẹp. Nhưng mà ở đây em lại có một cái tỷ lệ cao hơn nữa cho cái làng nghề thổ cẩm. Bởi vì làng nghề thổ cẩm làm cái dệt thổ cẩm này rất là khó. Cần phải có sự tỉ mỉ rồi qua nhiều giai đoạn để mới có thể dệt lên một cái thổ cẩm như vậy. Nên em nghĩ là để mà có một bức ảnh đẹp dệt thổ cẩm nó sẽ khó hơn. Làng dệt thổ cẩm, bữa mình có nói vấn đề này một lần. Đúng là rồi. Nó đang bị mai mất dần. Tại vì họ bắt đầu sử dụng máy móc vào cái dệt thổ cẩm này. Đâu phải là rõ ràng đẹp đẽ là nó sẽ hay đâu. Cái dệt thổ cẩm này, cái vải thổ cẩm này nó đẹp là do nó thủ công hoàn toàn. Và nó có những cái đường nét không thể nào bắt chước được. Nhưng tôi thì tôi thiên về hai đáp án B và C. Đầu tiên là cái C, hay là cái làng làm chuồng tre. Một cái món quà lưu niệm rất thú vị với cả khách Việt Nam và cả khách du lịch nước ngoài. Chỉ là cái tre được cắt ra thành hình cái cánh gắn vào cái thân và nó cân bằng, nó dán vô bất kỳ chỗ nào cũng được. Và nó rất là dễ thương, rất là mỏng manh. Nhưng mà nó hơi bị bó hẹp một chút xíu. Tại vì nếu mà làng nghề làm chuồng tre thì nó chỉ có làm một sản phẩm thôi. Còn làng múa rối nước thì nó sẽ đa dạng hơn. Và điều quan trọng mà Phi thiên về đáp án B nhiều hơn đó là cái việc múa rối nước nó rất là cực mọi người. Khi mà Phi đi coi múa rối nước, mình coi nó đẹp bởi vì nó cứ tung tóe nước lên. Nhưng mà đồng nghĩa với cái đẹp đó thì cái người phía sau họ rất cực. Tay chân da dẻ đối với con trai nó đã đủ cực rồi, mà cái người con gái mà dính tới cái bộ môn này thì nó còn cực gấp bao nhiêu lần nữa. Phi sót cái công sức của họ với những cái sản phẩm và những cái màn biểu diễn nó, Phi sót cái đó hơn. Cho nên Phi nghĩ là họ xứng đáng được một cái giải gì đó để nhắc nhở mọi người. Bởi vì giống như những cái làng nghề truyền thống khác thì làng múa rối nước cũng đang mai một dần nếu như mà không được sự quan tâm của mọi người. Còn chuồng tre thì Phi nó ngang với làng dệt thổ cẩm thôi, nó sẽ là 80% thôi. Chốt B, múa rối nước 95%. Chiếc nón nó sẽ gắn liền với người phụ nữ Việt Nam hơn, nên em cho đáp án A là 90%. Còn đáp án D, em biết ơn và em thấy được cái sự cực khổ của người phụ nữ khi mà làm ra một cái thổ cẩm, rất là nhiều công đoạn, rất là khó khăn. Em cho đáp án D là khoảng 95%. 95%. Thật ra thì làng múa rối nước trong năm 2021 nó là văn hóa phi vật thể. Đó là lý do tại sao tôi vẫn thiên về cái hướng đó hơn. Di sản phi vật thể quốc gia, phi vật thể, phi trong hoàng phi. Đừng nhấn nữa, đừng nhấn nữa. Một lần là nó hay nhấn quá. Người ta biết tôi xạo. Sao? Và 10 giây để cho hai đội suy nghĩ. Bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Khi mình đi coi múa rối nước, mình coi nó đẹp bởi vì nó cứ tung tóe nước lên. Nhưng mà đồng nghĩa với cái đẹp đó thì cái người phía sau họ rất cực. Tay chân da dẻ đối với con trai nó đã đủ cực rồi, mà cái người con gái mà dính tới cái bộ môn này thì nó còn cực gấp bao nhiêu lần nữa. Em biết ơn và em thấy được cái sự cực khổ của người phụ nữ khi mà làm ra một cái thổ cẩm, rất là nhiều công đoạn, rất là khó khăn. Em cho đáp án D là khoảng 95%. Cả hai đội đều chọn đáp án D là làng dệt thổ cẩm theo lời của viên Lê Lộc. Sao vậy Quỳnh? Sao mặt anh Phi nhìn em mà anh câu có? Anh giống tiếc kiểu... thôi. Ủa bây giờ em đổi được không trời? Câu này khó, câu đổi này rất khó. Là nghề nào cũng hay, là nghề nào cũng đẹp. Bây giờ đếm ngược từ 5 nha. Trong 5 giây thì nếu mà quyết định đổi thì đưa ra tín hiệu cho Tân Phát. Bây giờ sao? 5. Theo em vẫn là đi. 4. Mình đổi đi. 3. Thôi, không biết. 2. 1 ạ. Đổi theo. Đổi hả? Ok. Rồi mời đội buộc thắng đổi đáp án. Đáp án B. Chốt chưa? Chốt, em chốt. Xin mời hai đội chơi chọn đáp án.
Và cuối cùng đội Bột Thắng đã thay đổi đáp án từ D thành B. Và bây giờ là kết quả của chúng tôi. Xin mời. Phi, Phi, anh ngồi cao lên xíu anh. Cái gì vậy? Anh Phi ơi. Ủa, anh Phi ơi. Ủa? Mình là đàn ông anh ơi. Sao anh Phi? Phi, Phi mặt anh căng vậy? Anh diễn gì mặt căng vậy? Mà anh vui vẻ cho coi. Chúc mừng đội lạc quan. Và như vậy đáp án D, làng dệt thổ cẩm mới là đáp án chính xác của chúng tôi. Và mang về cho đội lạc quan 32 triệu đồng. Wow. Lúc ơi, hồi nãy em có nói vụ vai gì đó, nhớ nha. Anh mất dai rồi. Để em suy nghĩ lại đó nha. Và sẽ qua 5 câu hỏi thì đội Bột Thắng đang có 6 triệu đồng. Wow, wow, nhiều quá. Wow. Nhiều quá à. Và đội Lạc Quan đang có 40 triệu đồng. Wow. Và kẻ gây rối là ai ạ? À? Là ai mọi người hãy hô to là ai ạ? À? Là Hoàng Phi! Và người dẫn đường là diễn viên Lê Lộc! Lê Lộc! Tự mình hô luôn Lê Lộc! Lê Lộc! Lê Lộc! Ủa tôi đúng 4 câu sai có 1 câu mà bị chửi như vậy? Đúng rồi anh ơi, sai câu quyết định. Nhưng mà câu của chị Lộc có giá trị nhất. Đúng 4 lần mà không được luôn. Và như vậy là chúng ta vừa trải qua 5 câu hỏi thú vị của tỷ lệ may mắn. Và trước khi đến với cảm xúc của hai đội chơi thì cho Tuấn Phát được nghiêng mình xin lỗi đội Bột Thắng. Khi nào chương trình trả thêm cho anh để làm điều đó? Không, tại anh muốn gây ấn tượng với đạo diễn Lúc Dân. Rồi biết rồi nha. Có dài nhớ em nha chị nha. Trời ơi, em hiểu cái gì. Và cảm xúc của mình như thế nào khi trở thành đội chơi thắng cuộc ngày hôm nay? Dạ, sau cái chương trình này thì em nghĩ là mình nên bớt tin người lại anh. À. Dạ. Đặc biệt là MC. Dạ đúng rồi á. Chính xác là em câu đó là em đang nói anh luôn đó. Anh biết mà. Anh muốn hỏi cảm xúc của em không? Anh đúng rồi, anh muốn hỏi. Hẹn anh ở ngã ba. Trời ơi. Chỗ đó em yếu dồ quá anh bây giờ. Nhưng mà thật sự là trải qua chương trình thì em thấy là trong quá trình chơi thì rất là vui luôn. Dạ. Và thắng hay thua thì cũng quan trọng á, nhưng mà không lắm nữa. Đau, câu đó đau. Câu đó có một chút đau nhẹ. Và xin được cảm ơn hai đội chơi đã dành thời gian để đến với tỷ lệ may mắn. Và ngoài những tiếng cười thì những kiến thức về đời sống xã hội xung quanh chúng ta, đó là những giá trị mà những người làm tỷ lệ may mắn của chúng tôi mong muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúng người chơi rồi. Anh với bà em mình đang chơi vào đây.
Nhưng mà nó biết rồi đặng yêu hồi máu được. Đấy nè, nó hồi máu mà. Nó hồi máu gì vậy? Ai, nó cần chết đi, nó hồi máu. Chết thì càng vui, thì mình sẽ được quay về làng. Nhưng mà nó hồi đậu, nó máu được.
Kim Bi hãy chết à, một cây kích để cho Bi bên đầu đá đó cha. Để cho Bi bên chết đã ổ ra nhiều đá. Nhiều đá cho để cho Bi chặt cây nữa. Từ rồi ở đây bị chặt hết rồi, tích thật. Đợi trong đó mình sẽ tìm một cái hang động và một ngôi đàn. Cái này
bà vậy đó, anh làm gì cứ làm, có làm. Ôi ở đằng kia có đụng nước kìa, xuống kia ơi. Nãy xuống kia tắm, tắm hay vậy, cứ đụng đụng nước. Sao anh lót nó quay một cái, chỗ con cái này, bước nó quay. Anh làm cái gì vậy? Mở ra không có, a a a. Hồi nãy chắc là ở đây có sao lót. Mình còn phải đi tìm ngôi làng. Làm giờ ở đây làm gì cũng mua làng. Chứ mua làng thì nhặt ấy thấy chưa. Hồi nãy nó làm việc gì vậy? Biển bình thường. Sao khó thiệt á. Khó là việc gì khó. Anh mình cho ai chơi. Anh đã bị mất chui tìm mua lại rồi bị chui giống trời. Ừ. Tại chiếm nhanh trang đi tìm mua lại. Mua lặng ở đâu mua hành đến chú xuống mua lã bên này à. Mua chú nhảy xuống bay nhảy. Khoan để cho đi từ từ. Bye bye.